Liên quan đến công tác nhân đạo tại dải Gaza, Nhà Trắng ngày 31 tháng 10 cho biết 66 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã tiến vào Gaza trong 24 giờ qua và hàng chục chiếc xe khác dự kiến cũng sẽ được thông quan để chuyển hàng viện trợ tới dải đất này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết hàng chục chiếc xe chở hàng viện trợ đã vào dải Gaza, bao gồm thực phẩm, nước uống, thuốc men. Theo nhận định của ông Kirby, mức độ vận chuyển viện trợ bằng xe tải đến nay vẫn chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu ở Gaza. Chúng tôi cũng đang tiếp tục thúc đẩy việc nối lại các dịch vụ thiết yếu, bao gồm cung cấp nước và nhiên liệu. Hơn hết, chúng tôi ủng hộ các nỗ lực nhằm đảm bảo lối đi an toàn cho những người dân ở Gaza và những công dân muốn rời đi. Chúng tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào cưỡng ép di dời người Palestine ra khỏi dải Gaza. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có cuộc trao đổi với quốc vương Jordani vào chiều nay, thảo luận về việc hợp tác sâu hơn với các đối tác Ả Rập nhằm giải quyết tình hình nhân đạo đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn ở Gaza. Theo các nguồn tin y tế và an ninh Ai Cập, cửa khẩu biên giới Rafah sẽ được mở vào thứ Tư 1 tháng 11 để người dân Palestine bị thương ở Gaza có thể điều trị tại các bệnh viện Ai Cập cũng như hỗ trợ các công dân Mỹ và người nước ngoài rời khỏi Gaza.